Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Những ngày vừa qua trên mạng xã hội liên tục ồn ào câu chuyện về Dennis Đặng, giám đốc sáng tạo của nhiều sản phẩm âm nhạc bị tố là đạo nhái ý tưởng từ một tài khoản Instagram đình đám khác. Ngay sau khi chủ nhân của tài khoản Instagram này là một nhiếp ảnh gia người Nga lên tiếng, phía Dennis Đặng đã có động thái xin lỗi. Mới đây thì Nguyễn Trần Trung Quân đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân, làm cư dân mạng tò mò rằng liệu không biết có phải anh đang nhắc tới câu chuyện về Dennis Đặng hay không. Cụ thể thì giọng ca Kênh 3 Nguyễn Trần Trung Quân đã viết: "Một con rắn bò vào một cửa hàng bán đồ làm mộc, khi bò ngang qua một cái cưa, nó vô tình bị lưỡi cưa làm bị thương, lập tức nó quay lại và cắn cái cưa, càng cắn nó lại càng bị thương ở miệng. Sau đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng cái cưa đang tấn công mình, nó quyết định quấn lấy cái cưa với ý định làm cho cái cưa ngạt thở với toàn bộ sức mạnh của mình. Thật không may, con rắn cuối cùng bị chết bởi cái cưa vô tri vô giác. Đôi khi chúng ta phản ứng giận dữ với ý định sẽ làm tổn thương những người đã đối xử tệ với mình, nhưng thực ra chúng ta đã làm tổn thương chính bản thân mình. Trong cuộc sống có những lúc tốt nhất không nên đáp trả, bởi vì hậu quả khi đã xảy ra là không thể đảo ngược và đôi khi rất thảm khốc. Tốt hơn là luôn ứng xử bằng lòng vị tha, mặc dù phải nỗ lực rất nhiều để làm được điều đó." Mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên Dennis Đặng hay ồn ào đạo nhái của giám đốc sáng tạo này, nhưng ai nấy đều hiểu Nguyễn Trần Trung Quân đang muốn đề cập đến ai và vấn đề gì. Ngay dưới dòng trạng thái, rất nhiều cộng đồng mạng đã bày tỏ sự đồng tình về ý kiến của anh. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về những dòng chia sẻ đầy ẩn ý này của Nguyễn Trần Trung Quân thì đừng quên comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.